năm nay anh thấy sao? Nhiều lúc anh cái bữa bận không có bơm khí được. À. Tới 10 nhát luôn hả trọng hả? 10 nhát với bơm khí là vẫn có mũ còn. Dạ. Thì vườn mình bước qua năm 2 thì nó qua năm sau thì mình cái lượng khí mình dùng ít hơn và mình đỡ bơm hơn nhiều. Đỡ bơm năm nay nhiều thì qua một năm qua năm thứ hai anh xài anh thấy sao? Cái lượng mũ nó ổn định không? Ổn định như. Dạ. Ổn định bình thường. Sản lượng nó tăng bao nhiêu phần trăm so với cái truyền thống mà cái hồi xưa của anh? Hồi đó anh không thì tăng thì có tăng đó chứ mà do hồi đó mình cạo ví dụ như 2000 cây là mình chia làm hai. Dạ. Chia làm hai một đêm như là cạo ngàn hơn ngàn. Dạ, được bao nhiêu khí anh? Ngàn hồi đó khoảng mấy canh không? Hồi đó mình cạo đã bình thường. Dạ. Mấy canh. Mà bây giờ chia ra 2000 cây lên mình cũng vẫn chia ra làm 3. Dạ. Bây giờ vẫn vậy, cũng bình thường vậy. Cũng, dạ. Cũng cùng một lượng mẫu đó. Ừ. Có nghĩa là nó tăng được tầm khoảng 30%. Và độ bây giờ nó cao hơn độ hồi xưa. Cao hơn tầm khoảng mấy độ so với hồi xưa mình cạo. Xưa như tầm giờ này thì cũng còn khoảng mấy, mà bây giờ vẫn còn 30 cao hơn 33 là độ cao hơn tầm khoảng 5 độ. 5-6 độ. 27 cho đến 33, 5-6 độ. Còn sản lượng tăng tầm khoảng 30%. Và đặc biệt là cái phần da cây của mình tốn nó ít đúng không anh? Đúng, ít rồi. Có nghĩa là đối với cây mà tầm này thì cạo đục lên là nó sau bao nhiêu năm là hành lý? Nếu mà anh cạo đục, em thấy giống cái vườn gần đây nè, họ cạo đục mấy năm là họ phải cưa cây anh? Đục như anh chạy lên miền ngắn vậy thì cạo thời gian lâu. Dạ không, cái vườn truyền thống á, thường cạo đục bao nhiêu năm là mình phải thanh lý. Dạ, em thấy có cái vườn sau lưng vườn anh á, hình như là cạo đục lên á, không biết cạo đục mấy năm rồi mà nó giữ vậy. Vườn đó, vườn đó. Dạ. Thì nó trồng lượt đó, không cạo được, bây giờ nó cạo lên tốt suốt mà trời. À, trồng trồng một lượt. Cao chưa rồi. Cạo đến cao rồi, năm sau rồi, phải chắc phải thanh lý đúng không? Còn vườn mình cạo bên ngắn thì rõ ràng là cái vùng da cây nó tốn rất ít. Nên cái khả năng mình cạo nó ví dụ nó kéo dài nhiều mà không có bơm khí thì mình cạo hết nửa cây luôn. Dạ. Ví dụ mình đục giờ hơn nửa cây luôn. Nửa cây mà cái khí vô giờ làm chia ra 1/4. Cái miệng cạo nó cao hơn cái này luôn anh. Cái chỉ dài hơn. Dài hơn. Dài đó. Dài hơn mà nó cao hơn đúng không anh? Ờ, nó cao hơn. Dạ. Nên làm này thì tính ra là tiết kiệm vùng giá cây ít nhất là 3 lần rồi. 4-5 lần rồi, tại vì cái này nó ngắn hơn. Dạ. Thì anh làm này qua năm thứ 2 anh cảm thấy là quen chưa? Quen rồi chứ, bây giờ làm này thì nói chung là cũng ổn định, cũng quen hết rồi. Dạ, quen hết rồi đúng không? Kéo dài được thời gian khai thác, tăng sản lượng mũ. Và cái làm mình cũng đỡ cực hơn hồi xưa. Độ nó cũng bình. Dạ. Độ nó cũng đều chứ nó. Độ nó cũng cao hơn độ hồi xưa cạo. Hồi nó hồi cục đúng không? Hai mấy độ. Dạ. Bây giờ là 30 trở lên không? Dạ. Độ giờ. Dạ. Và đặc biệt là tới thời điểm này là vườn cây cạo truyền thống này chắc là mũ giảm nhiều đúng không? Giảm nhiều rồi, giờ có người nghỉ rồi đó. Dạ. Thứ thăm kia là có người, mấy người đều nghỉ rồi, dạ. Lát người ta nghỉ rồi. Còn hiện tại vườn mình là, hiện tại đang cạo bây giờ là được bao nhiêu canh anh? Giờ 4 canh rưỡi, 5 canh. Là mấy trăm cây anh? Chia làm 3 là 700 cây, 4 cây rưỡi, 5 canh. Căn 33 kg là tính giờ còn 150 kg. 150 kg mà thời điểm bây giờ là cạo truyền thống như thế này là chắc là còn tầm khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Truyền thống như bây giờ chắc cũng có 2.5 canh 3 canh là nhiều. Dạ, là nhiều đúng không? Dạ. Là rõ ràng là cái này nó giúp giữ cái sức vườn cây lâu hơn đúng không? Năm nay thấy lá nó giữ lá nó rụng, dạ. lâu hơn là cái vườn cạo truyền thống. Dạ. Vì cái vườn bên kia cạo truyền thống đúng không? Cái vườn cạo truyền thống thì chung là rụng lá trước hết. À, rụng lá hết nè. Còn cái vườn bên đây là lá vẫn còn. Dạ, còn xanh. Còn lấy này lấy tới Tết rồi. Sản lượng mũ vẫn giữ như mất được 700 cây mà 700 cây đúng không anh? 700 2 ngày chia 3 là 700. 700 cây mà được 150 kg là thời điểm này là cũng nhiều tốt. Nên làm cái này thì cái quan trọng là cái mình khai thác được lâu dài. Mình tăng cái khả năng khai thác mũ lên gấp mấy lần và nó sẽ sản lượng nó sẽ đạt. Chứ nó không có bị giảm giống như là cạo truyền thống rồi bắt đầu cạo đục lên cao nó giảm. Là cái miệng cạo nó ngắn, nó lợi được cái miệng cạo nó ngắn. Dạ. Nó ngắn. Nói chung là bây giờ so về cái công cán đi, là so với cạo truyền thống hồi xưa là cái này nó đỡ tốn công hơn mà. Thì nó đỡ tốn công hơn, mình làm. Dạ. Nó khỏe hơn. Mình làm ban ngày không nó khỏe hơn. Dạ, đỡ tốn công hơn và mình làm đỡ cực hơn. Và đặc biệt là sản lượng mũ tăng hơn.
độ tăng hơn và cây giữ sức hơn, giữ sức hơn so với cạo cạo truyền thống, và đồng thời là cái da cây mình tốn nó ít hơn nhiều, nó ít hơn tầm khoảng 5-6 lần. Dạ. Yeah. Xung quanh đây họ có hay qua đây coi cái anh làm cái nào? Cũng có nhiều người lắm chứ. Dạ. Cũng nhiều người vô tham khảo biết nè. Dạ, thì càng nhiều năm thì người ta thấy là rõ ràng là cái lợi của cái này nó rõ ràng, nó lợi về cái phần khai thác được lâu dài và lượng mũ nó ổn định. Dạ. Yeah. Cái này chắc quay về cạo truyền thống chắc là anh không làm đúng không ạ? Quay truyền thống cạo, miệng cạo nó dài như là mình phải đi ban đêm. Dạ, yeah. Như năm ngoái là cái vườn trái cây đây là năm ngoái là vườn cao su mà anh làm không nổi nữa nên chắc năm ngoái trước khi làm cái này nè, trước khi làm ống khí thôi, không làm nổi nên mới cắt. Dạ. Trước khi làm ống khí là cắt do quá nhiều. Dạ. Nếu mà họ biết trước cái này thì để làm luôn cả cái này thì khỏe rồi. Dạ, năm nay giá mũ cũng tương đối tốt rồi, mình sống cũng ổn chứ. Dạ, cũng thu nhập cũng tốt. Dạ. Giá bữa nay cũng được 30 hả chồng? 30 thôi. Dạ. Và đồng thời là cái gỗ mình để đến năm nào có giá mình bán thì nó tốt hơn. Năm nay tính ra giá gỗ cao hơn nhiều. Dạ. Giá gỗ cao su cao hơn nhiều. Nên mình chủ động được thời gian mình bán gỗ chứ mình không có cần phải gọi là phải bán tháo thì mũ giờ thôi. Dạ. Để về cạo cái gì bán gỗ làm gì. Dạ, ý cho ý em nói là chẳng hạn như mình kẹt tiền đi mình bán gỗ thì mình cũng có nguồn thu, rồi mình đợi cái thời điểm mà giá gỗ cao mình bán, chứ tội tình thì mình không bán ở những thời điểm mà giá gỗ nó thấp. Mà đặc biệt là cây sử dụng áp khí, anh thấy là cái sự phát triển cây nó có to hơn chứ. To hơn cây truyền thống nhiều mà. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Còn nhiều phải không? Dạ, còn nhiều anh. Mấy cái vườn bên kia là rụng hết rồi kìa. Chở cành hết rồi. Nói chung là nó rụng trước. Dạ, cái gì không rụng trước. Áp khí lúc nào cũng rụng trễ hơn, nhưng mà phải làm đúng cách thì nó rụng trễ hơn. Như khi mà bào quá, làm sai cách thì nó rụng còn sớm hơn, nó giữa mùa nó rụng nữa. Thì mình làm không đúng phương pháp, hoặc là khí nó không chuẩn thì nó, đôi khi nó cây nó chịu không nổi, nó rụng. Còn nếu mà mình làm khí chuẩn và đúng cách thì như vườn này là thời gian khai thác lâu hơn vườn cạo truyền thống tầm khoảng một tháng nữa. Dạ, kéo dài được thời gian khai thác hơn nữa. Năm nay thì giá mũ cao thì có khả năng là mấy đại lý không mua mũ họ cũng mua lâu hơn so với bình thường. Dạ. Rồi em cảm ơn anh vì bài phỏng vấn. Dạ. Tháng hai tháng nó lên tới 38-39. Dạ đúng rồi. Tụt là xuống mấy giá rồi, giờ cũng còn 30 là nói chung là cũng ổn rồi. Dạ, 30 là cũng ổn rồi. 30 là cũng đủ cũng được. Đủ được sống được cái cây cao su. Hai mấy. Dạ. 24, 25, 26. Năm ngoái là giá thấp với lại cực quá anh mới chuyển qua cái này. Năm nay thì ngoài cái đó thì giá cao hơn thì mình sống khỏe, mình sống tốt. Dạ. Dạ em cảm ơn anh nhé. Rồi, dạ. Cảm ơn.